Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào. Sáng ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 tại thủ đô Viên Chăn, Lào. Sau phiên khai mạc, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và phiên họp hẹp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 45. Trước đó, theo lời mời của Thủ tướng Lào kim Chủ tịch ASEAN 2024, Son Say, Si Phan Don, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Lào dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi và đưa ra quyết sách chiến lược về những vấn đề quan trọng đang đặt ra cho ASEAN nói riêng và khu vực nói chung. Với hơn 20 hoạt động diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10, đây là hội nghị cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste, và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Tháp dự hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng trong nhiều phiên họp nhằm chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề đang đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực.